Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ khóa tất cả những cái ứng dụng có trên điện thoại iPhone. Có nghĩa là khi mà người khác cầm máy điện thoại của chúng ta lên, mặc dù đã mở được khóa và vào được bên trong giao diện như thế này, thì khi mà truy cập vào những cái ứng dụng ví dụ như là Messenger này, hay là Facebook, YouTube, Zalo, thì họ cũng không thể nào mà sử dụng được, do chúng ta sẽ bật cái phần là giới hạn thời gian sử dụng lên. Có nghĩa là sau cái thời gian mà chúng ta quy định, có nghĩa là từ chúng ta có thể cài đặt cái thời gian tùy ý, có thể là vài phút hoặc là vài giờ, thì sau khi hết cái thời gian quy định đó thì tất cả những cái ứng dụng mà chúng ta đã cài đặt cái thời gian từ trước thì nó sẽ tự động nó đóng lại và chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng tiếp được nếu chúng ta không biết mật khẩu và chúng ta không thể gia hạn thêm được cái thời gian, và cái thời gian gia hạn thêm tối đa thì nó chỉ được giới hạn là 1 phút thôi đó, nếu trong trường hợp là các bạn không biết mật khẩu. Còn trường hợp mà các bạn biết mật khẩu thì các bạn có thể tắt cái tính năng này đi, hoặc là các bạn có thể là gia hạn thêm đó. Và để kích hoạt được cái tính năng, nó là khóa tất cả những cái ứng dụng ở trên điện thoại iPhone, thì các bạn chỉ cần là mở cái phần cài đặt lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là thời gian sử dụng. Đó, thì cái phần này nếu như bạn nào chưa bật lên bao giờ thì nó sẽ có một cái dòng là bật thời gian sử dụng. Thì đây nó sẽ ghi rõ là nhận báo cáo hàng tuần với thông tin chi tiết về thời gian sử dụng và đặt giới hạn thời gian cho các ứng dụng mà bạn muốn quản lý. Đó, các bạn sẽ bật cái phần này lên bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào phần là thời gian sử dụng. Thì đây nó sẽ ghi rõ này. Nếu chúng ta bật cái phần này lên thì nó sẽ có là báo cáo hàng tuần này, giờ nghỉ và giới hạn ứng dụng này. Đấy, bật giới hạn và mã hóa thời gian sử dụng. Các bạn sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là đây là iPhone của tôi. Rồi. Sau khi mà các bạn đã bật cái phần thời gian sử dụng lên thì nó sẽ có một cái mục đó là giới hạn ứng dụng. Đó. Thì đây nó sẽ có một cái dòng đó là đặt giới hạn thời gian cho ứng dụng. Rồi. Và nếu mà các bạn muốn đặt cái mật khẩu thì các bạn nhấn vào đây, các bạn vào phần này để đặt mật khẩu nha. Cái mật khẩu này thì mình đã đặt từ trước rồi, cho nên mà mình không cần phải đặt lại nữa. Nếu các bạn nào mà lần đầu vào cái phần này thì các bạn sẽ vào cái phần là thay đổi mật khẩu này để thay đổi cái mật khẩu sang cái mật khẩu mà các bạn có thể nhớ được nha. Rồi các bạn chọn phần là giới hạn ứng dụng. Ở đây thì các bạn sẽ bật cái phần giới hạn ứng dụng lên bằng cách là chúng ta sẽ gạt lên. Và như mình nói ở đây thì các bạn cần phải nhớ cái mật khẩu của nó. Đó. Nếu như bạn nào mới thiết lập lần đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái phần để chúng ta nhập cái mật khẩu vào. Rồi. Ở đây thì các bạn thấy này, nó sẽ có hai mục mà mình đã bật lên rồi. Mình có thể xóa đi để làm lại cho các bạn xem. Đây mình sẽ xóa đi nha. Rồi, ở trong cái phần là giới hạn ứng dụng này thì hiện tại là mình đã xóa đi rồi, mình nó, thì nó chưa có một cái ứng dụng nào nó giới hạn cả. Và nếu bây giờ các bạn muốn thêm vào thì các bạn nhấn vào phần là thêm giới hạn. Thì ở đây các bạn thấy là nó sẽ có tất cả những cái ứng dụng có trên điện thoại iPhone của các bạn. Nếu các bạn muốn khóa tất cả những cái ứng dụng này lại thì các bạn nhấn vào cái phần là tất cả ứng dụng và danh mục, các bạn chọn vào đây thì tất cả những cái phần này nó sẽ tự động nó được chọn. Đấy. Ngoài ra nếu mà các bạn muốn khóa riêng từng ứng dụng thì các bạn sẽ tích vào cái phần riêng. Ví dụ như mình chọn phần xã hội thì nó sẽ trong cái xã hội thì nó sẽ có những cái ứng dụng ví dụ là Messenger này, Facebook, tin nhắn, FaceTime và Zalo đó. Trong cái phần giải trí mình chọn luôn là phần giải trí, thì trong phần giải trí nó sẽ có là TikTok này, Podcast này, VTV Zing, YouTube và nhạc đó. Trong cái phần sáng tạo thì mình xem, trong cái phần sáng tạo thì nó có những cái ứng dụng ví dụ như là B612 này, ảnh camera đó, CapCut đó. Thì mình sẽ tạm thời khóa tất cả những cái ứng dụng này lại. Sau đó thì mình đã chọn xong thì mình sẽ nhấn vào phần tiếp theo ở đây. Đến cái phần này thì các bạn có thể là đặt cái thời gian sử dụng cho nó. Ví dụ như các bạn cái dòng này là giờ đấy, các bạn có thể đặt tối đa là 1 giờ, 2 giờ cho đến 23 giờ là tối đa. Và cái phần phút này cũng thế, các bạn có thể kéo, các bạn muốn đặt cho nó bao nhiêu phút cũng được. Ở đây thì do là mình làm video hướng dẫn cho nên là mình chỉ chọn cái thời gian ngắn nhất. Mình sẽ chọn cái thời gian ngắn nhất. Đây, mình sẽ chọn cái thời gian ngắn nhất, nó là 1 phút, mình kéo là 0 giờ. Rồi. Và ở đây thì các bạn có thể tùy chỉnh hàng ngày nha, các bạn chọn vào phần tùy chỉnh ngày thì nó sẽ có từ chủ nhật cho đến thứ bảy này, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó. Cái phần này là nó sẽ tự động nó cài cho các bạn theo từng ngày trong tuần nha, các bạn không cần phải cài thủ công nữa, chúng ta chỉ cần chọn một lần thôi đó, các bạn thấy đây. Và nếu mà các bạn muốn thay đổi, ví dụ như là thứ hai các bạn muốn cái thời gian sử dụng của cái ứng dụng này nó tăng lên thì các bạn chọn vào đây. Và nếu các bạn muốn đồng bộ thì các bạn sẽ để như này, tất cả nó sẽ cùng đồng bộ là 1 phút. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần thêm. Đó, như vậy là trong ở đây thì mình đã thêm được là những cái ứng dụng về xã hội này, giải trí và ứng dụng khác, mình đã đặt cái giới hạn cho nó và bây giờ mình thoát ra ngoài. Đây, các bạn thấy là cái phần camera này, cái phần A47 này thì nó đều có cái biểu tượng là cái hình đồng hồ cát xoay ngược. Và đây, mình sẽ vào cái phần camera này, các bạn thấy này. Khi mà mình vào phần camera thì ngay tức nó sẽ hiện lên cho mình một cái dòng chữ đó là giới hạn thời gian đã được bật lên. Đó. Và mình chỉ có thể nhấn vào OK. Khi mình nhấn vào OK thì cái ứng dụng này nó sẽ tự động nó thoát ra ngoài và mình không sử dụng được cái ứng dụng camera. Như vậy thì khi mà người khác cầm máy điện thoại của mình lên thì sẽ ở trong trường hợp là không biết mật khẩu thì sẽ không thể nào mà sử dụng được những cái ứng dụng này. Đó, các bạn chỉ cần nhấn vào OK.
Ở trong trường hợp là các bạn vào đây, các bạn nhấn vào phần là yêu cầu thêm thời gian, thì nó chỉ cho phép chúng ta có thể là thêm vào 1 phút thôi. Đây, các bạn có thể là thời gian thêm 1 phút. Đó, thì sau khi mà 1 phút xong thì các bạn cũng có thể là sử dụng được. Tương tự như thế thì mình sẽ mở ứng dụng YouTube này, các bạn sẽ nhấn vào phần thêm thời gian, thì tối đa nếu trong trường hợp các bạn không biết mật khẩu thì các bạn chỉ có thể là sử dụng thêm được 1 phút. Đó, các bạn sẽ nhập mật khẩu vào. Trong trường hợp là chúng ta biết mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào. Đó, đó. Sau khi chúng ta đã nhập đúng mật khẩu rồi thì nó sẽ cho chúng ta ba cái lựa chọn. Thứ nhất là phê duyệt thêm 15 phút, thứ hai là phê duyệt trong 1 giờ và thứ ba là phê duyệt cả ngày. Đó, thì trong trường hợp mà chúng ta biết mật khẩu rồi thì chúng ta vẫn chỉ được tối đa là chúng ta có thể sử dụng cái ứng dụng này thêm 1 ngày nữa thôi, chứ chúng ta không được sử dụng thoải mái đâu. Đó, và sau khi hết 1 ngày thì nó sẽ tự động nó khóa lại, muốn sử dụng lại những cái ứng dụng này như bình thường, không muốn cái giới hạn về thời gian để khóa nữa, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn quay trở lại phần cài đặt. Đó, các bạn vào cái phần là giới hạn ứng dụng, các bạn chọn vào, sau đó các bạn nhập đúng mật khẩu. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có thể là nhấn vào phần xóa giới hạn, các bạn xóa đi. Ok, như vậy là các bạn đã xóa thành công được cái giới hạn, và bây giờ thì các bạn quay trở lại này. Đó, thì những cái ứng dụng này, ví dụ như là camera, các bạn truy cập vào và sử dụng bình thường. Apple máy, các bạn truy cập vào sử dụng bình thường. Đó, YouTube các bạn sử dụng bình thường. Đó, như vậy là trên đây là mình đã giới thiệu cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể là khóa tất cả những cái ứng dụng có trên điện thoại iPhone bằng cách là chúng ta sẽ đặt cái thời gian sử dụng cho nó, và sau khi hết cái thời gian quy định rồi thì những cái ứng dụng này nó sẽ tự động nó khóa lại, và nếu mà chúng ta không có mật khẩu hay đơn giản là chúng ta không biết mật khẩu thì chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng tiếp được những cái ứng dụng này. Và nếu như là khi mà chúng ta không muốn khóa cái giới hạn này nữa thì chúng ta có thể là vào cái phần cài đặt và tắt cái phần này đi và vẫn sử dụng điện thoại một cách hoàn toàn bình thường. Rồi, và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích để cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.